ghe này, ghe chở cá tra, cá ba sa nè. Vậy vì mấy cái nhà máy á. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đang đứng ở cái bờ sông Sa Giang, gần cua Sa Nhiên, gần cua Sa Nhiên của thành phố Sa Đéc, để chia sẻ một cái ngành nghề bán những cái phụ liệu cho trồng hoa là phân rơm. Đó. Thì Quốc Thịnh sẽ gặp một cái người đã ở Cái Mít, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gặp một cái người đó là chị Chính. Chị chia sẻ một cái câu chuyện mà nhà quê của mình để cho bà con phương xa hiểu về cái ngành nghề này. Thì ghe rất là đông đậu theo sông để mà chờ bán được hàng để người mình mới đi về Cái Mít, về Thông Dông, về xã Tân Hòa, Lai Dung, Châu Thành, Đồng Tháp. Đó thì dọc theo bến sông Quốc Thịnh hôm nay có dịp để mà cho các bạn thấy cái quê mình nha. Rồi chuẩn bị bây giờ là Quốc Thịnh mời cả nhà gặp chị Chính nha. Gặp chị Chính cả nhà. Bị gặp chị Chính nha. Gặp chị Chính nha. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh xin nói đến một cái ngành nghề bán phân rơm. Cái này kêu phân rơm hả chị? Ngành nghề bán phân rơm ở Cái Mít, huyện Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp nha. Một ghe như vậy là cỡ bao nhiêu tấn mà sao chị nói cỡ 16 triệu à? 15 triệu rơm. Rồi mình bán được là bao nhiêu? Một ghe chị ngồi. Chị ngồi lên. Một ghe rơm như vậy là mình xuống bao lâu thì mình được một ghe chị? Mình đi về bến mua thì trong vòng một ngày một thì đậy ghe à. Đậu xuống hả? Dạ, đậu xuống một ngày. Là mình tự đậu hay người ta đậu? Mình, người ta xúc, người ta lùi vô thúng rồi mình tự mình đậu đem xuống ghe. Dạ, thì một ngày thì nó rồi. Rồi giờ chạy sáng đêm qua đây. Không có chạy bến qua đây 3 tiếng ngồi à. À, từ Cái Mít ha. Dạ. Cái Mít vậy là thuộc xã nào chị? Tân Hòa ha, huyện Lai Vung. Dạ. Như vậy là vốn hết 15 triệu rồi. Rồi chạy xăng dầu đến chi? Xăng dầu thì bến qua đây ít chứ nhiều, vài trăm ngàn à. Rồi mình bán như vậy là bao lâu thì ấy? Có khi ở năm bữa, bảy bữa, mười bữa học chân á. À, mà được có 1 triệu à? Bán quá, bán không cao được. Dạ, bán không cao, như biết cao thì bán không được. Dạ. Cũng hạ thêm nó chứ dễ gì cao. Mua bán 100 ngàn một thúng hả? 100 ngàn thúng? Dạ. Rồi qua đây bán một thúng nhiêu? Qua đây bán lại bao thì 80 ngàn. Đâu một bao? Đâu một bao? Đâu một bao kia đó là 80 ngàn. Dạ, 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 bao này là 80 ngàn. Một bao vô một bao thứ này nè. Một bao thì nó ngay một thúng thì nó còn lại quý à. Nửa bao nữa thì vô thúng rồi. Nửa bao vô coi một thúng vô đựng bao không?
một chút vô trên bao. Trên vô bao. Vô một bao bình lỗ á, có 80 ngàn mà mua bán 100 ngàn vậy. Dạ. Như vậy là cái ngành nghề này tại sao mà người ta cũng đeo là sao chị? Chỉ cho công an việc làm không có thì phải làm nghề này. Dạ. Yeah. Đeo cái nghề này hoài vậy đó. Đi cũng mười mấy năm mà cũng đeo cái nghề này hoài. Dạ. Yeah. Vậy là cái nghề rơm này giống như là một cái nghề cho có nghề chứ cũng có khi nào được bán được 17 triệu không? Mình khi đổ muối thơm thì cũng có được. Dạ. Yeah. Đổ kèm thơm á, như để người ta ngon đó thì được. Dạ. Yeah. Vậy là thu nhập kém quá, vậy là Tết năm nay là sao chị? Trời ơi, Tết năm nay thì chỉ như không có tiền mà ăn Tết. Bởi vì không mùa dịch tới giờ không có buôn bán gì được luôn á. Bên đó cấm đi tới đi luôn, dạ, bao lâu? Mấy tháng. Mấy tháng à? Dạ, không có đi qua đây được, mà ở nhà cũng không đi ra ngoài đâu được. Cấm mấy tháng. Dịch khổ. Dạ. Mình chia sẻ cái công chuyện này của cái người phụ nữ miền Tây. Mà nếu mình không làm cái ngày này, mình đi làm công nhân làm nổi không? Ở nhà thì đi đẻ bún qua, hoặc là đi làm ngày thì ngày có tâm nghỉ ngày đó. Dạ. Mà nó bắt bên đó, không phải bằng mỗi ngày. Dạ. Còn cái này giống như cái nghề của mình không? Dạ, tại vì cái nghề của mình đeo hoài thì giống như tí, có khi ngày bán lưng bằng bạc đó. Dạ. Ai mua đó, ngày bán lưng đồng nào chứ. Rồi, rồi, thí dụ như một ghe, cái ghe này mình sắm hết được nhiêu tiền, với máy rồi luôn. Ghe máy thì sắm cũng 30 triệu rồi. 30 triệu. Dạ. Rồi giống xăng nữa là 45 triệu. Dạ, 45 triệu là mình hành nghề này được rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì mình ở đó cho nên mình có làm cái nghề này được. Dạ. Ừ. Cái mít nha. Dạ. Cái mít xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa. Ờ, huyện Lai Vung. Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó thì mình chia sẻ cái công chuyện của cái người phụ nữ miền Tây mình á. Dạ. À, xin lỗi chị tên gì nãy giờ hỏi? Tên Chính. Chị Chính nha. Dạ. Rồi bao lâu thì mình mới đi qua cái bến này một lần? Bến Cua Sĩ Nhiên này nè. Hết rồi, bắt đầu mình đi qua, mình về bến thì 2-3 bữa qua nữa. Qua nữa. Dạ. Mình tự độ hay người ta độ cho mình? Mình độ xuống ghe. Vậy là gì mà thúc, tại thúc là mình tự độ, mình đem. Mấy người độ mà một ngày rồi? Thì hai đứa con. Hai đứa con có một chồng. Vì là lấy công làm lợi đó chị. Dạ, lấy công làm lợi cũng như mình mong muốn cho mình vậy chú ơi. À, mình tự làm là làm chủ mà chủ này chủ là chủ này chủ làm mướn rồi. Tự công làm lợi. Dạ. Nói nha các bạn, mình vừa chia sẻ một cái công chuyện của những cái người chở rơm phục vụ cho làng hoa Sa Đéc. Cũng không có lời nha các bạn. Như ghe này như ghe này thấy đem con cái rồi theo luôn rồi nè. Đem con cái luôn nha các bạn. Thì cho cả nhà thấy cái miền Tây của mình rất là vất vả mưu sinh nha. Cái ghe đó là để chở máy cắt lúa đó các bạn, vất vả trong mưu sinh nha cả nhà. Ở trên đây mình muốn giới thiệu một cái ngành nghề mà những cái người miền Tây mình phải hành nghề theo cái làng hoa. Cái này là những cái phụ liệu cho để người ta trồng bông á, trồng hoa. Có cái phân này là từ người ta trồng đúng rơm phải không chị? Cắt nấm rơm đó ha. Yeah. Vậy là mấy người làm nấm rơm năm nay thấy có lợi không? Dạ, mấy người làm nấm rơm á ha. Dạ. Thấy chua quá vậy trời. Dạ. Mà chị kia không có lời. Người ta chắc nấm rơm bằng một ghe rơm. Nó gọi là ghe có lời, ghe đổ á. Chị tên gì quên nữa. Chị Chính là chị Chính. À, cảm ơn nha chị Chính. Nói về rồi là cái câu chuyện của mình với chị Chính chia sẻ một cái ngành nghề mà bán phân rơm
theo cái làng hoa Sa Đéc. Em cũng cảm ơn chị Chính đã cho mình một cái cuộc phỏng vấn, chia sẻ cái ngành nghề của mình. Quốc Thịnh cũng xin tạm dừng video nơi đây. Rồi cuối năm cũng chúc chị dồi dào sức khỏe, thành đạt. Dạ. Bán rườm có giá hơn. Cái tiếng ông Nguyên nhà ông Thảo Nguyên chụp hình. Thảo Nguyên là bạn mình. Đó. Rồi chúc gia đình chị dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bán rườm ghe được 17-18 triệu. Dạ. Em cảm ơn nha. Rồi thôi video đến đây xin tạm dừng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị Chính nha. Dạ, cảm ơn chị.